Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh B Audio Sài Gòn. Hôm bữa nếu như ai xem kênh của My thì My có quay lướt một cái video ngắn về cái đầu đĩa mà nó còn nguyên hồn nguyên kiện như vậy. Xin lỗi, một cái đầu giải mã nha quý vị, đầu DAC đến từ hãng Musical Fidelity nha quý vị. Bây giờ My sẽ khui thùng để cho quý vị xem bên trong nó như thế nào. Ra thì My đã khui rồi nha quý vị. Rồi. Cái phần đó nè, catalog. Model của nó là A3 mũ 24. Nếu như mình đọc theo toán học của mình, A3 mũ 24 đúng không? Và đầu này là 24, dạy mã 24, biết cho quý vị. Đây là cái dây thi nguồn. Có gì nữa không? Rồi cái gói chống ẩm cũng còn luôn nha. Nếu như nói mới 100% thì nó hơi quá, nhưng mà thực sự nó mới 99,9% nha quý vị. Đây, gói chống ẩm nó cũng còn luôn, quý vị biết thế nào rồi. Rồi, bây giờ bị cắt cái thùng đây nha. Và nó được sản xuất tại England nha quý vị. Rồi, bây giờ mình lấy cái thùng ra nha. Thùng rất là to. Đây, rồi đây là trang dung của cái đầu giải mã Musical model A3 mũ 24 192K nha quý vị. Size của nó thì giống như cái size Omly, chứ nó không có nhỏ nha quý vị. Và nó nặng đâu độ hơn 10kg. Rất là đẹp nha quý vị, cực kỳ sang trọng. Và cái con này nói chung là dòng cao cấp, giải mã cao cấp của Musical nha quý vị. Rất là đẹp nha. Và nó có hai cổng đồng trục và cáp quang, audio và optical nha quý vị. Đây, mình đang quay phía sau. Đây, đây là dòng chữ, nơi sản xuất của nó là manufacturer, là sản xuất tại nha quý vị. Tại cái địa chỉ này là của một thành phố ở nước Anh nha. Có địa chỉ luôn nè. Và nguồn điện của nó sử dụng là nguồn điện 115V nha quý vị. Đây, cái này, cái nút này là nút chỉnh tần số này. Ở phía trước nó có hai tần số là bao nhiêu nhỉ? 96 và 192kHz nha. Thì chúng ta muốn chỉnh tần số thì chỉnh vô đây. Còn mấy cái cổng analog qua ra nè quý vị, những cái này là đầu nó được nhuộm mạ vàng nha quý vị, mạ vàng hết nha. Đó, quý vị thấy chưa, những cái đầu giải mã Mỹ hoặc là châu Âu là nó có hai cổng, đó là Postal và Optical. Còn quý vị nào muốn mua mà đầu giải mã có gắn cổng USB và ổ cứng thì quý vị mua những đầu giải mã Nhật. Bên Bi thì đang có đầu Marang MA6006. Marang MA6006 thì nó sẽ, nói chung là những cái đầu giải mã của Nhật thì nó có cổng USB và ổ cứng nha. Trên cái thùng nó còn để Made in UK nha quý vị. Đây, Made in UK nha. Còn trên cái đầu giải mã thì nó để luôn cái nơi sản xuất của cái đầu. Và mức giá Bi bán cái đầu DAC cao cấp của hãng Musical được sản xuất tại Anh này là 20 triệu đồng nha quý vị. Giải mã 24 bit, model của nó là A3 mũ 24 192K nha. Rất rất là đẹp nha quý vị, cực kỳ đẹp nha. Còn nguyên thùng catalog và phụ kiện theo là một dây nguồn nha quý vị. Dây nguồn của nó luôn nha quý vị. Đi coi dây nguồn nó có để cái chữ gì trên này không? Nhiều khi dây nguồn nó đặt China làm, để đi xem cái này có không nha. Rồi cái dây nguồn nó không có để nha quý vị. Nguồn nó không có để. Nó có để là cái gì đây? Không có để gì hết. Chữ cái vôn thôi. Đây, dây nguồn của nó nha. Để mình quay cận cảnh, nếu như ai ở xa mua thì khi đi gửi dây nguồn, quý vị biết là dây nguồn theo máy của nó là như vậy nha quý vị. 20 triệu đồng.
20 triệu đồng cho cái đầu DAC cao cấp này, rất là đẹp, còn nguyên thùng. Và quý vị nào thích thì nhớ alo cho Bi qua số điện thoại bên góc màn hình. Còn bây giờ Bi sẽ lấy nhạc qua cái đầu giải mã DAC này để quý vị cùng thưởng thức. Xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị.
khi tâm còn.